Cơ sở Hoàng Lan xin kính chào quý khách. Hôm nay là đầu năm 2018, giao hàng cho khách hàng ở Gò Quao. Trước khi giao hàng, Lan quay cho quý khách kiểm tra trước chất lượng con giống của cơ sở lưng giống Hoàng Lan nha quý khách. Trước khi mà muốn nuôi lươn á, thì phải kiểm tra cái độ pH nước trước. Đây là cái hộp mà nước test pH. Quý khách nào muốn nuôi lươn á, thì mua cái hộp này trước về kiểm tra pH nước từ 6.5 đến 8 chấm là có thể nuôi được lươn. Rồi sau khi kiểm tra nước ok rồi thì quý khách có thể là mình xây dựng bể bằng bạc hoặc là bằng xi măng cũng được. Đây là số điện thoại của cơ sở lươn giống Hoàng Lan, điện thoại 0913 779 746. Quý khách có thể liên hệ để được tư vấn về kỹ thuật nuôi lươn không bùn, đặc biệt là ăn cám công nghiệp. Đây là lươn giống hôm nay giao cho khách hàng ở khu vực Gò Quao. Trước khi giao giống, Lan quay cho khách kiểm tra chất lượng con giống trước nha. Bây giờ là múc sang cái thùng khác. Đây là lươn giống size 200 con 1 kg. Ít thôi, ốc đẹp thôi. Rất đều và rất đẹp nha khách. Trước khi giao giống cho khách hàng, Lan đã sàng lọc kỹ rồi. Chất lượng con giống của Hoàng Lan thì khỏi phải chê nha quý khách. Em nào em nấy rất là vàng và rất là đẹp. Trước khi giao giống, Lan quay cho khách kiểm tra nha. Con giống vàng, khỏe, đẹp, đều. Đặc biệt rất là đẹp. Lươn này về cho ăn cám công nghiệp cũng được, cho ăn cá biển xay hoặc là cá đồng xay cũng được. Nếu ở khu vực nào có trùng quế thì cho ăn thêm trùng quế. Lươn sẽ lớn rất là nhanh. Số lượng tổng cộng là 1.000 em. Đặc biệt đầu năm mới, khách hàng đặt hàng vào ngày mùng 6 Tết, cho nên là tặng thêm 50 em cho quý khách. Tổng cộng một thùng 1.000 em. Xe sáng mai 3 giờ sáng là bắt đầu chạy. Thì Lan sẽ lấy số điện thoại xong rồi thì khách hàng với lái xe liên lạc với nhau nhận hàng. Cảm ơn khách hàng gần xe đã ủng hộ lươn giống Hoàng Lan. Chúc quý khách thành công, một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, vạn sự như ý. Cảm ơn, xin chào và xin hẹn gặp lại.